Ở đây có bạn nào là fan của mì Ý không? Nếu có thì để hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một món mì Ý sốt kem nấm nha. Tại vì đây là một trong những cái món mì Ý mà mình cảm thấy là nó dễ làm nhất luôn á. Đầu tiên á thì mì Ý mọi người sẽ đem đi luộc khoảng tầm 7 cho tới 8 phút. Nhớ là cho thêm một xíu muối nha. Còn bạn nào mà không canh được thời gian á thì cứ lấy mì ra rồi thử thôi. Cái cách mà mình nấu ăn á hay là nêm nếm bất cứ thứ gì á thì tốt nhất là mình nên thử trước. Như vậy là sẽ luôn luôn là chắc ăn là nó sẽ chín hoặc là nó vừa miệng. Còn hôm nay á, mình muốn khoe với mọi người là mình mới mua được hai cái cây nấm đùi gà siêu to luôn. Mọi người nhìn nó, mọi người liên tưởng tới cái gì? Mình á thì mình sẽ liên tưởng tới cái chày của mình. Đúng ra món mì Ý sốt kem nấm á thì mọi người sẽ dùng nấm mỏ hoặc là nấm hương nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà đang trong cái thời điểm dịch căng thẳng như thế này á thì khi mình nấu ăn á, mình có gì thì mình sẽ sử dụng cái đó, không nhất thiết là phải đúng 100%. Vì là hai cái cây nấm đùi gà của mình rất là to nên là phần thân á mình sẽ cắt hình từng khúc như thế này, khứa nó thêm mấy đường hình caro. Sau đó mình sẽ ướp với lại dầu olive với lại một ít gia vị ướp thịt bò, hoặc là các bạn ướp với muối với tiêu cũng được. Thì một xíu nữa mọi người áp chảo lên ăn cũng rất là ngon. Cái vị và hình thức của nó nhìn giống như cái con sò điệp mà phiên bản chay vậy đó. Còn cái phần nấm còn lại á thì mọi người cắt theo hình hạt lựu hoặc là cắt nhỏ giúp mình nha. Mà không biết á, đợt này có bạn nào ở Sài Gòn không? Đi chợ hay là đi đâu á cũng rất là khó khăn luôn, mua đồ ăn á cũng rất là khó. Nhiều khi mình muốn chỉ mấy bạn mấy món ngon á nhưng mà mình đi chợ đâu có được đâu, nên là có gì thì mình sẽ chỉ cho mọi người món đó. Hành tây á thì mọi người cũng có hạt lựu luôn nha. Còn đây là cái cách mà mình áp chảo nấm nè. Chảo nóng á thì mọi người sẽ cho nấm vào, mỗi mặt á thì mọi người sẽ canh khoảng tầm 1 phút thôi là nó sẽ vàng. Sau đó mình sẽ cho thêm bơ, cho nhỏ lửa xuống một xíu, bơ tan thì mình sẽ rưới lên phần mặt trên. Cái cách làm này á thì nó cũng giống như cái làm stack thịt bò vậy á. Rồi mình để qua một bên. Tiếp tới thì mình sẽ đi làm phần sốt kem nấm. Mọi người sẽ cho hành tây vào đảo đều, sau đó mới cho nấm vào. Nếu mà bạn nào có đi ăn các nhà hàng Tây á thì mọi người sẽ để ý á là thường các món Tây á họ chỉ nêm với lại là muối và tiêu thôi. Lần đầu ăn các món Tây á mình cảm thấy nó cũng rất là lạc. Tại vì trước giờ mình ăn theo cái kiểu của Việt Nam nó quen rồi. Thì với món mì sốt kem nấm này á, bạn nào nêm với muối và tiêu mà ăn thấy còn lạc á thì mọi người sẽ cho thêm một xíu đường nha. Thì như vậy á nó sẽ ăn dễ hơn và theo kiểu của Việt Nam hơn. Đảo một hồi á thì hành tây và nấm nó sẽ chuyển thành màu vàng vàng, rồi mọi người sẽ cho thêm một chén nước. Nguyên liệu chính của món này bắt buộc phải có đó là cooking cream. Bạn nào không có thì có thể sử dụng sữa tươi không đường thay thế nha. Rồi mọi người cho nhỏ lửa xuống, đun một hồi cho nó sệt sệt lại. Vậy là cái sốt kem nấm của mình đã xong rồi đó. Tới đây á thì mọi người sẽ cho mì vào, đảo đều thêm một xíu nữa là tắt bếp. Nếu mà mọi người không tắt bếp sớm á thì cái phần sốt nó sẽ cạn đi. Giống như mình ở đây nè, do là vừa nấu vừa quay á, khúc này mình quên bỏ oregano vào nên là cái phần sốt của mình đã cạn đi một chút xíu rồi. Bạn nào làm á thì nhớ cho thêm nhiều sữa hoặc là nhiều nước một xíu để phần sốt đậm ăn nó sẽ ngon hơn nha. Mình biết á là cái món mì sốt kem nấm của mình á thì nó không có chuẩn chỉnh gì hết, nhưng mà mình đảm bảo với mọi người á là mọi người ăn sẽ phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tại vì mình đã biến tấu lại một xíu và tìm các nguyên liệu dễ làm hơn một xíu, để cho các bạn mà không có các nguyên liệu Tây á thì cũng có thể làm theo dễ dàng được. Nhưng mà nếu mà xem tới đây rồi á thì nhớ là phải làm thử món này nha, tại vì nó ngon lắm. Và nhớ cả like và chia sẻ giúp mình nữa nha. Và nhớ thêm một cái nữa là giữ gìn sức khỏe của mình thì là tốt trong mùa này nha.